Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Tăng 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 tăng. Nhảy đi bậy. Tăng 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 tăng. Xong cái gì? Nó lại rơi đầy ra sân cái này. Ôi trời ơi, vừa bộn hết cả rồi. Ui Kem ơi. Ôi trời ơi, bóng anh mới mua về. Bây giờ nó rơi hết ra cả sân rồi kìa. Không kịch nữa, không kịch nữa. Anh gặp cái thằng trận này. Bởi vì anh nói em chả nghe lời gì cả. Em cầm hết mấy cái quả bóng này, em tung ra đầy ra sân nữa kìa. Bây giờ em ra em nhặt nó đi. Em không mệt đâu. Em là trẻ con mà em không phải làm gì hết. Trẻ con không phải làm gì hết. Em không nghe cái câu là trẻ nhỏ thì làm việc nhỏ à? Em phải làm, bắt đầu em học quét nhà rồi là em nhặt nhạnh những cái rác này vào gọn một chỗ đi. Những cái đấy là em làm được hết rồi. Em không làm. Mẹ bảo anh phải trông em mà. Anh mà đi chơi thế nên em ở nhà em vào. Phải làm việc nhiều. Nếu mà anh không thế này thì anh làm em bé đi. Cứ lớn hơn là phải làm việc nhiều á. Mình lớn hơn em Cam bao nhiêu thế này, mình phải làm việc nhiều là đúng rồi. Giá như bây giờ mình biến thành em bé cho em Cam là chị, thế này em Cam sẽ phải làm hết mọi thứ luôn. Nice. Ước gì bây giờ mình biến làm em bé để cho em Cam làm chị, em Cam sẽ phải làm hết mọi việc. Mình chỉ nói đùa thôi. Sao bây giờ lại biến thành trẻ con thật thế này nhỉ? Là thế nào bây giờ? Ai ốt thì mà. Hình như là anh nhím anh ấy không ăn được miếng xoài này sao em Cam ơi? Chị thấy anh ấy ăn một lúc rồi mà chả cắn được miếng nào cả. Anh ấy chưa bỏ răng. À đúng rồi, em bé mà. Đâu,
ra tớ kiểm tra xem nào. Sao mày nhìn lè lưỡi ra vậy? Chưa mặc răng các cậu ơi. Thế thì bây giờ phải ăn cái gì nhỉ? Chỉ còn uống sữa là thôi. Uống sữa à? Thế thì em Cam vào trong nhà lấy cho chị một bình sữa ra đây đi. Sữa đây. Sữa của anh Nhím đến rồi đây. Một bình sữa to luôn. Lại còn có cả giấy à? Em Cam chu đáo thế. Đây anh Nhím cầm lấy giấy nha. Để lát nữa uống sữa xong thì chúng mình sẽ lau mồm. Anh Nhím quên đi tươi rồi trời. Uống sữa đâu mà anh Nhím đã lau mồm rồi các cậu ơi. Sao anh Nhím lại biến thành em bé khó chăm quá. Em Cam, bây giờ đến lượt em đấy. Em sẽ cho anh Nhím uống sữa nhá. Em bây giờ là chị của anh Nhím rồi đấy. Em phải dốc cái bình sữa lên thì anh Nhím mới ăn được. Đây, dốc lên như thế này. Đấy, anh Nhím đang ăn sữa này, dốc lên. Ồ, em Cam cứ để bình cái bình ngang như thế thì sữa sẽ không ra được đâu. Lộng cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào. Tôi có lòng nào ông đi xào ao. Đúng rồi, chị cũng ngửi thấy có cái mùi gì đấy em Cam ơi. Ở đâu vậy nhỉ? Ôi, mùi từ đây này em Cam ơi. Kinh gì mà kinh, anh Nhím là anh của em đấy. Bây giờ em mang anh Nhím vào thay bỉm đi này. Nhưng mà em có thay bỉm cho ai bao giờ đâu. Em bây giờ là chị của anh Nhím rồi, em phải thay bỉm đi chứ. Anh Nhím này, giờ sao em còn đánh giọng tối quá. Ui, em này còn răng thêm nữa các cậu ơi. Rồi, bây giờ để tớ thay bỉm cho bạn Nhím nhá. Làm yên nào. Sao cậu dễ ghê thế? Như thế thì không thể nào thay bỉm được đâu. Rồi, sắp xong rồi. Cậu chịu khó một lúc nhá. Sao lại cứ khua tay khua chân như vậy? Đây. Hiu, Hiu ơi, cái bỉm bẩn như thế này, em Cam cầm lấy đi. A few moments later. Ui giời, trông em bé như thế này khó thật đấy. Mệt ơi là mệt, làm đủ mọi thứ rồi mà em bé vẫn khóc. Oh no. Thôi, bây giờ chị giải em Cam đấy. Chị đi về đây. Ôi,
em bé lúc đây nữa. Bây giờ có thể tự đi lại, tự ăn uống được rồi. Ui dồi ôi. Eo ơi, cái biển mình dính ở bông này này. Anh em ơi, anh đừng để thằng em bé nữa nhá. Em không đi chung em bé đâu. Em không đi chung như thế nào cả. Em bé có mèo ăn, không dỡ được. Anh cũng chả thích làm em bé nữa đâu. Thôi, tốt nhất là anh lại trở lại làm anh của em vậy. Nhưng mà từ giờ em đừng có nghịch ngợm nữa nhá. Vâng.